Nhà kinh tế kỳ cựu David Rosenberg, chủ tịch hãng nghiên cứu Rosenberg Research mới đây đã bày tỏ sự lạc quan vào triển vọng tăng giá của vàng. Trong một báo cáo được công bố vào ngày 22 tháng 4, ông Rosenberg đã đưa ra lý do tại sao ông dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục đà tăng kỷ lục lên khoảng 3.000 đô la một ounce, tương đương với mức tăng tiềm năng 29% so với mức hiện tại. Ông Rosenberg cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang có xu hướng mua vàng mạnh mẽ Ngân hàng này đã mua dự trữ vàng trong 17 tháng liên tiếp và họ còn có thể mua nhiều vàng hơn khi đặt mục tiêu nâng lượng dự trữ vàng lên mức ngang bằng với các ngân hàng trung ương khác. Ông Rosenberg nói rằng Trung Quốc đang dần chuyển đổi việc dự trữ ngoại tệ từ đô la sang vàng. Điều đó đồng nghĩa với việc kết thúc vai trò của đồng nhân dân tệ như một đồng tiền dự trữ tiềm năng thứ hai và khiến các ngân hàng trung ương khác quay trở lại với vàng. Chỉ riêng trong năm qua, Trung Quốc đã mua khoảng 181 tấn vàng và hiện là nước nắm giữ dự trữ vàng lớn thứ sáu trên thế giới, nâng tỷ trọng dự trữ vàng của nước này lên 4,3% vào tháng 3 năm nay. Nhưng, tỷ trọng dự trữ vàng của Trung Quốc vẫn còn rất nhỏ so với các ngân hàng trung ương khác, với mức trung bình toàn cầu là 13%. Điều đó cho thấy Trung Quốc còn nhiều dư địa để tiếp tục tích lũy vàng vào dự trữ ngoại hối. Ông Rosenberg nhận định Mỹ nắm giữ 70% dự trữ ngoại hối bằng vàng. Vì vậy, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc còn rất nhiều dư địa để tăng mua vàng trong vài năm tới để đạt được mức dự trữ vàng chuẩn toàn cầu. Nếu Trung Quốc chỉ cần tăng thêm 1% tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối thì điều đó sẽ tương đương với 420 tấn vàng, chiếm tới 11% sản lượng vàng mới trên thế giới. Ngoài việc ngân hàng Trung Quốc tiếp tục mua vào, ông Rosenberg cho biết các yếu tố khác có thể giúp đẩy giá vàng lên 3.000 đô la một ounce, bao gồm nhu cầu tăng từ các nhà đầu tư thông qua các quỹ hoán đổi danh mục ETF bằng vàng do căng thẳng địa chính trị vẫn gia tăng và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo ông Rosenberg, nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất, điều đó sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu đối với vàng. Mặc dù Fed không còn được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất 7 lần trong năm nay do nền kinh tế phục hồi, nhưng họ vẫn được dự đoán sẽ bắt đầu đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào cuối năm. Theo đánh giá của các chuyên gia ngân hàng Mỹ, các đồng tiền châu Âu đang bước vào một kỷ nguyên hỗn loạn mới trong bối cảnh đồng đô la Mỹ ngày càng tăng mạnh. Báo cáo của ngân hàng Mỹ nhấn mạnh chúng tôi không lạc quan về bất kỳ đồng tiền nào ở châu Á. Với viễn cảnh cuộc dự trữ liên bang Mỹ phép sẽ chưa vội cắt giảm lãi suất và đồng đô la ngày càng thể hiện sức mạnh bền vững, phần lớn đồng nội tệ của các nước châu Á bị ảnh hưởng và mất giá. Ngân hàng Mỹ dự báo khả năng các đồng tiền như đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, đồng uôn của Hàn Quốc, đồng đô la Đài Loan Trung Quốc, đồng bạc Thái Lan sẽ bị mất giá. Ngoài ra, một số đồng tiền khác sẽ giữ nguyên giá, bao gồm đồng đô la Hồng Kông, đồng rupee Indonesia, đồng rupee Ấn Độ, đồng ringgit của Malaysia, đồng peso của Philippines và đồng đô la Singapore. Ước tính, đồng nhân dân tệ sẽ giao dịch ở mức 7,35 nhân dân tệ đổi 1 đô la vào cuối quý 1 năm nay, thấp hơn so với mức 7,45 nhân dân tệ đổi ngang 1 đô la trong quý 3 và quý 4 năm ngoái. Hơn nữa, cho đến nửa cuối năm nay, đồng nhân dân tệ sẽ vẫn tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá, ảnh hưởng từ việc phép trì hoãn nới lỏng chính sách tiền tệ, nguy cơ giảm phát của nền kinh tế Trung Quốc, làm gia tăng khoảng cách lợi suất nhờ tranh lệch lãi suất giữa Trung Quốc và Mỹ và yếu tố đầu tư trực tiếp nước ngoài suy giảm. Đáng chú ý trong bản báo cáo triển vọng các đồng tiền châu Á, Ngân hàng Mỹ không đề cập đến đồng yên của Nhật Bản, vốn đang dao động quanh ngưỡng thấp nhất trong 34 năm so với đồng đô la. Vào tháng 3, đồng yên đã trượt khỏi mức 150 yên đổi 1 đô la khi ngân hàng trung ương Nhật Bản lần đầu tiên kể từ năm 2007 đảo chiều chính sách tiền tệ siêu lỏng, đẩy lãi suất lên trên mức 0%.